hước cảnh Cường Đô La và Su Beo đang ngủ say bị út cưng Su Chin kéo áo níu tóc đánh thức. Đàm Thu Trang cũng phải dở khóc giờ cười khi chứng kiến cảnh con gái Su Chin đánh thức ba Cường Đô La và anh hai Su Beo dậy. Mới đây đàm Thu Trang đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh chụp lại khoảnh khắc hài hước nhưng rất đáng yêu của cha con Cường Đô La Su Beo và Su Chin Trong khi ba Cường và anh hai Su Beo vẫn đang say sưa giấc ngủ thì Su Chin đã tỉnh dậy trước nhưng cô bé cũng không để yên mà liên tục kéo áo Níu tóc ba và anh hai để gọi dậy chơi cùng mình Đàm Thu Trang viết Khi chị đi ngủ thì cả nhà đi nhẹ nói khẽ cười duyên Nhưng khi chị dậy thì đừng mong ai ngủ được với chị Mặc dù bị thức dậy nhưng Cường Đô La vẫn rất vui vẻ đùa lại với con gái Còn Su vẫn ngái ngủ nhưng rất ân cần với em Cảnh tượng này khiến người hâm mộ gia đình Cường Đô La và Đàm Thu Trang vừa thấy hài hước Vừa khen ngợi đáng yêu Hiện tại cuộc sống gia đình của Cường Đô La và Đàm Thu Trang cùng hai con su và su chin được rất nhiều người ngưỡng mộ vì không chỉ giàu có mà còn vui vẻ và hạnh phúc